Hạnh ngộ các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 14 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Cái gì? Long lão đại, hắn đến làm gì? Con mẹ nó, nhanh như vậy đã tìm tới cửa để trả thù rồi sao? Lúc này, ở thất tù các, Dư Minh Sinh đang vắt óc phân tích bài ca. Theo hắn thấy, bài ca của Tô Đoá Nhi cũng khá là đơn giản. Hắn ngồi suy nghĩ tới lui cũng không thấy tầng ý sâu xa. Ngược lại, ý tứ dễ nhìn nhất thì đám kia đã nói ra hết. Còn nếu muốn Dư Tài Tử nhìn vào từ ngữ để chỉ ra nội tâm của người hát, thì Dư Minh Sinh có là thần tiên hạ phàm cũng phải bó tay. Cô gái kia không phải là đang sáng tác, mà là lấy bài của người khác để dùng. Điều này chứng tỏ nàng chỉ lấy một phần nào đó để thể hiện nỗi lòng. Chẳng may chỉ có một câu làm chủ ý, tức là cả bài 8 câu thì có 8 khả năng khác nhau sau. Hơn nữa, Dư Tài Tử một đầu toàn là chữ. Hắn thậm chí một câu có thể nghĩ ra cả chục ý tứ khác nhau, xác suất bốc trúng còn ít hơn nữa. Vậy nên đôi khi các đạo hữu ạ, giỏi quá cũng mệt. Tô Đoá Nhi hát là một chuyện, nàng căn bản không hề ngụ ý vào câu chữ. Quan trọng nếu ai đồng cảm, từng trải qua như nàng thì sẽ hiểu được tâm trạng thôi, không cần thiết phải so đo ca từ làm gì. Chỉ là ở chỗ này toàn là công tử thiếu gia ăn chơi, làm sao mà hiểu đây? Đám nha hoàn phục vụ kể cả có hiểu cũng không có nói ra được. Và Dư Minh Sinh rốt cục cũng ra quyết định. Theo tiểu sinh thấy, Tô cô nương là đang tự trách thân hồng nhan bạc phận đó phải không hả? Tô Đoá Nhi hơi ngẩng lên, coi như người kia cũng nhìn ra đúng một nửa đi. Thấy phản ứng của Tô Đoá Nhi, Triệu Khánh mừng ra mặt. Nhưng Tô Đoá Nhi tuy vậy lại cúi đầu, vẫn đứng yên ở đó. Thấy vị cô nương kia vẫn cô linh đứng giữa sân khấu, Lăng Phong bỗng vừa thương cảm vừa có ý trách móc hồ lên. Ai, mi nữ nhà, người sinh ra đã đẹp như vậy, tài ca múa còn rất là cao, so với ta lúc trước thì gấp không biết bao nhiêu. Ta thậm chí lúc đấy muốn bán mình thì cũng chẳng ai mua, chết cũng chẳng ai quản. Cũng không có sân khấu đứng mà nói cho người khác biết mình chán thế nào. Có cái gì mà đã tuyệt vọng muốn buông xuôi chứ? Lời này là lời nói thật. Lúc mới tới thế giới này, Lăng Phong hàng ngày đi tìm việc làm thuê. Hắn đều chửi trời không biết bao nhiêu lần. Hắn nghĩ nếu mình đừng cố nữa, cứ buông xuôi như thế, chết đói thì đã sao, cũng có ai quan tâm đâu, cũng chả ảnh hưởng gì tới người nào cả. Thời điểm đó, thậm chí Lâm Thị, Mạc Lão đối với Lăng Phong cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái cảm giác cô đơn giữa đất trời, không một ai là đồng cảm, bị dồn nén khó chịu, Lăng Phong đều trải qua. Lúc đó, nếu có một cái sân khấu thế này, Phong ca có khi đã hét lên luôn vài bài của Châu Kiệt luôn gì gì đó cho người cổ đại nghe rồi. Bỗng nhiên, Tô Đoá Nhi ngước mắt nhìn lên. Dư Minh Sinh thì đang rất là bực mình, nhìn sang bên Lăng Phong. Con mẹ nó, thằng trưởng quầy này chả có lễ phép con mẹ gì cả. Có hoàng tử điện hạ ngồi đây, cả tài tử đệ nhất kinh thành, chưa được phép người cho mõm cái gì vào nhà. Lỡ như nói sai, chả phải vừa rồi Dư Minh Sinh nói trúng một ít thì cũng đổ sông đổ bể sao? Nói đi thì cũng nói lại, một thằng trưởng quầy buôn bán cái gì thì cứ lặng im mà buồn, ra đây xính cái gì mà tài tử, bình cái gì mà thơ ca. Không biết mỗi diễn viên đều có bảng phân vai sao? Đều có các xe riêng cả rồi, muốn giành miếng ăn của người khác sao? Phần Lăng Phong thì vẫn nhìn Tô Đoá Nhi, hai đôi mắt nhìn nhau. Quả thật là hôm nay mặt trời mọc phía tây, trong mắt Lăng Phong không có hào háo như mọi khi. Kỳ thực là chỉ có Tô Đoá Nhi nhìn hắn, còn hắn thì đang nhớ về kiếp trước, mắt không có tiêu cự. Chẳng qua, cảm giác mà Lăng Phong đem lại cho Tô Đoá Nhi, nàng cảm nhận được là không hề giả tạo. Tô Đoá Nhi không khỏi run lên,
Nàng lần đầu tiên tiếp xúc với tình huống này. Bấy lâu nay, nàng tưởng tất cả nam nhân đều một kiểu như nhau. Nàng lại không biết là cái thằng Phong này vừa vài khắc trước thật ra cũng kiểu đó cả. Đa tạ công tử, tiểu nữ đã biết rồi. Mong công tử thương tiếc đừng ruồng bỏ tiểu nữ. Tô Đoá Nhi bỗng cúi xuống e lệ nói, sau đó lùi vào thật nhanh. Ở dưới oa oa lên một mảnh. Cái thằng này vãi là hên, chém bậy mà chúng tìm người đẹp. Dĩ nhiên là chẳng có thằng nào chịu phục. So tiền, so quyền, còn có thể đem ra cân đo đồng đếm. Trước cái mồm ba hoa thì ở đây thằng nào cũng tự nhận là đệ nhất. Nói không xa, bản thân Triệu Khánh cũng ngại mặt mũi mới phải ngồi im, chứ mồm cũng đã ngứa lắm rồi. Triệu Khánh thì cười to, Dư Minh Sinh thì hử nhẹ, Lăng Phong thì vẫn đang thở dài. Hắn chỉ cứu Tô Đoá Nhi một cửa này thôi, đừng để nàng tuyệt vọng đi tự sát là được. Còn cửa tiếp theo, chỉ hy vọng cái vị hoàng tử này có chơi cũng thường hoa tiếc ngọc một chút. Đừng có mà chơi xong thì vứt đi, tội người ta. Chỉ có điều, Lăng Phong lo sợ không sai. Triệu Khánh chính là muốn chơi xong thì vứt. Chẳng qua mỹ nhân như thế, đại khái thời gian cũng dài hơn các tỷ muội trước. Triệu Khánh là tần vương, nhưng chính là vi hoàng tử. Gã càng không dám tự tiện nạp Tô Đoá Nhi vào phủ. Có đẹp bằng tiên nữ thì cũng chỉ là gái giang hồ, xuất thân hèn mọn, tỷ tiện, danh phận bẩn thỉu, không thể nào đặt chân vào gia phả hoàng gia. Cùng lắm thì đi chơi gái bụi hoa giải trí mà thôi. Mẫu hậu Triệu Khánh vì muốn con trai đăng cơ rất là nghiêm khắc chuyện này. Có mấy lần muốn thu ký nữ vào phủ đều bị mẫu hậu đá bày ra, còn âm thầm xử lý. Là con trai chủ tịch, nhưng Triệu Khánh mới chỉ có một chính thê và vài thiếp vài thất mà thôi. Cái kia đều là tiểu thư vài cái danh gia vọng tộc. Chẳng qua mấy bà cô này mặt mũi chả có gì là đẹp, tính khí lại khó ưa. Triệu Khánh chán quá mới phải chạy ra đường đổi không khí. Lần này gã lôi Lăng Phong đến cũng là vì cái vụ Tô Đoá Nhi này. Triệu Khánh bừng của nói, tốt, tốt lắm. Vậy đi, chốc nữa người đón Tô cô nương, sau đó sắp xếp nàng, có thời gian thì ta sẽ ghé. Và không ai trả lời. Ai, Lăng Phong! Trương Bảo nhắc thầm. Có tiểu dân. Lăng Phong kỳ thực có nghe, chỉ không ngờ là Lão Khánh đang nói hắn. Không nghe nói gì sao, chốc nữa lấy tiền ở chỗ Trương Bảo, sắp xếp Đoá Nhi giúp ta. Triệu Khánh phất tay xoay lưng đi. Dư Minh Sinh cũng đứng lên theo đuôi, trong mắt còn lộ ra tia chán ghét. Lăng Phong chẳng hiểu cái con mẹ gì cả, sao lại để hắn sắp xếp. Cái gì? Từ từ, xếp cái gì? Xếp hình sao? Lăng Phong xoay sang Trương Bảo. Trương Huynh, chuyện này là... con đứng đó làm gì? Điện hạ nói thế thì làm thôi. Con mẹ nó, con tưởng đi theo ông lớn làm việc to tát gì, hóa ra là giữ gái hộ người ta, rảnh thì hoàng tử tới chơi. Cũng không khó lắm nhỉ, nhưng lại rất là nhảm nhí, vậy mình chẳng phải thành tú bà được còn gì. Trương Bảo thấy Lăng Phong nhăn nhó, gã còn chửi thầm trong lòng. Chuyện này chỉ cần cẩn thận, lợi ích rất là nhiều. Người ta nói con đường nịnh nọt cấp trên dễ nhất là qua phu nhân, quen biết hòn ngọc quý trong tay hoàng tử. Con sợ hoàng tử không hài lòng sao? Nhưng có điều, tại sao không dưng lại vứt người đẹp cho Lăng Phong? Điều này thì chính Trương Bảo cũng không hiểu cho lắm. Triệu Khánh là tần vương, bộ hạ không hề thiếu. Gọi một tiếng thì thiếu gì người chu toàn. Cũng có thể đoán, Tô Đoá Nhi tuy đẹp nhưng trong mắt Triệu Khánh không quá là quan trọng. Hắn chơi mỹ nữ không thiếu. Tô Đoá Nhi giống như là một món đồ lạ. Triệu Khánh một ngày đi dạo thấy thích thì liền tiện tay mua. Mua xong lại tiện tay ném đại cho ai đó cầm về nhà, chỉ có vậy thôi. Thay vào đó, Triệu Khánh gọi Lăng Phong tới vứt vào tay là có ý thử nghiệm, thử xem tên kia có thể bảo vệ tốt đồ vật của hoàng tử hay không. Nếu ngay cả một nữ nhân mà giữ còn không xong, vậy thì vứt. Tiếp theo, thử tên kia định lực thế nào, nếu bị mê hoặc mà dám thò tay sau lưng Triệu Khánh hắn, vậy trực tiếp xử lý. À,
Ờ, đúng rồi, có câu này, tuy thừa nhưng ta phải nói. Lăng huynh đệ tuyệt đối đừng có đụng chạm gì tô cô nương. Điện hạ mà giận lên, e là... dĩ nhiên, điều này ta biết rồi. Lăng Phong cũng không có ngu ngốc đến thế. Vậy được rồi, bàn giao thế thôi, ta về trước, hẹn gặp lại. Được, vậy phiền Trương huynh. Bây giờ thì Lăng Phong mới biết, tiền đặt cọc đấu giá kia không hề nhỏ, riêng người thắng còn phải trả gần chục vạn lượng. Khó trách báo hại Lăng Phong còn tưởng cứ khơi khơi chém gió hai câu là có mỹ nữ khành về, thậm chí dạo này mỹ nữ mất giá. Ai, con mẹ nó, đụng không có được nha, chả phải bắt ta phải cung phụng cô ta như thần thánh sao? Được rồi, nhưng nếu cô ta muốn chạm ta là bất khả kháng nha. Lăng Phong bực bội nghĩ. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một giọng nói lạnh lót vang lên bên cạnh hắn. Công tử, thiếp ra mắt công tử. Cái gì? Thiếp? Con mẹ nó, xưng hô này có điểm... Tôi cô nương, mời. Tạm thời về nhà tại hạ một thời gian. Lăng Phong bừng tỉnh nhìn qua. Tô Đoá Nhi đã thay đổi trang phục, váy hồng khoác áo tím nhạt, trang điểm cũng nhẹ nhàng hẳn lại, chỉ mang theo gói nhỏ đồ. Hắn không khỏi chép miệng, đẹp thế này tốt nhất là triệt để tránh mặt vẫn hơn, hắn còn đang tuổi máu mè nha. Mà khoan nói gì cái chuyện đụng chạm, chỉ cần nhìn ngắm cô ta, bị cô ta để tâm thì mệt. Đêm đến người đẹp với anh Khánh thổ thì đại loại câu như là: thằng Phong buổi sáng dám nhìn thiếp thế này thế kia, thì con mẹ nó chết oan ức nha. Tô Đoá Nhi lúc này cũng đang âm thầm quan sát Lăng Phong, nàng không biết Triệu Khánh mới là người mua mình. Kẻ này khá là trẻ, ăn mặc trang phục rõ ràng bình dân, tướng mạo cử chỉ xoành xoàng, không phải là công tử thế gia giàu có rồi. Tô Đoá Nhi hơi thất vọng, nhưng rồi nàng liền nghĩ lại, tại sao nàng vẫn còn mơ mộng. Biết đâu như thế mới là quy tốc tốt, bài học cũ vẫn còn chưa nguôi ngoài. Suy nghĩ được khai thoáng, khuôn mặt Tô Đoá Nhi cũng tươi tỉnh hơn, như là mặt trăng ló dạng, rất là quyến rũ. Thiếp xin tùy vào công tử sắp xếp. Con mẹ nó, chết tại nhà. Lăng Phong lục bục nghĩ. Là thế này, tô cô nương không nên xưng hô là thiếp. Vậy có thể là gì? Đúng rồi, xưng tên đi. Đúng, xưng tên cho nó dễ gọi. Tô Đoá Nhi nghiêng đầu khó hiểu. Để tại hạ cầm đồ giúp cô nương. Làm sao dám phiền công tử, Đoá Nhi tự mang được cũng nhẹ lắm. Và hai người im lặng bước đi. Tô Đoá Nhi đi cạnh Lăng Phong một đoạn dài, chả thấy hắn nói con mẹ gì cả, còn lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ rất là không muốn. Nàng rất là hiếu kỳ, hay do nhan sắc mình kém đi, tại sao người này ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn như vậy. Nàng đang thấp thỏm, không biết về nhà người này sẽ ra sao, có những ai đã có thê tử chưa. Nàng dù tự phụ là xinh đẹp, nhưng trước giờ còn chưa nghe ai đem nữ tử phong trần về làm chính thê cả. Mấy mẫu chuyện tài tử gia nhân cùng nhau bỏ trốn khỏi Thanh Lâu cũng chỉ nghe tìm muội đồn đãi, nàng chưa thấy bao giờ cả. Trái lại, toàn thấy chính thê phu nhân nhà người ta đến tận cửa kêu réo chỉ chiết, kể cả chỗ nàng cũng không phải là Thanh Lâu. Vậy nếu hắn đã có thê tử, không biết vị kia ra sao, có chấp nhận nàng không đây? Chỉ cần đừng đánh đập thậm tệ quá là đủ, nàng chỉ cầu vậy thôi. Phần Lăng Phong đi bên cạnh cũng có khác gì đâu, hắn cũng đang rất là loạn. Lâu lắm rồi hắn mới căng ra cái vẻ mặt phong độ trước mặt nữ nhân thế này, thật là quá mệt mỏi. Vậy về nhà tiếp theo nói thế nào với Lăng Vân để xin phòng đây? Con mẹ nó, hay là thuê khách điếm? Con mẹ nó, không ổn nha. Vậy ai sẽ canh chừng? Chả lẽ còn bắt Lăng Phong bỏ việc ra ngồi để mà giữ sao? Hơn nữa, thuê khách điếm ở lâu dài, tiền đâu mà chịu cho nổi. Con mẹ nó, hoàng với cha tử, vứt đồ cho mình, điểm tiền công cũng không thèm đưa, rõ là vô lại. Chắc ông nội này thấy mình là dân buôn bán, dư tiền nuôi nấng cô ta đây mà. Lăng Phong thầm cầu mong bà cô này đừng tinh khí tiểu thư, tiêu xài hoang phí sai vặt này nọ, nếu không thì hắn sẽ phiền chết mất.
Nghĩ lại, tương lai chả biết thế nào, chẳng may cô gái này chỉ là vật chơi qua đường của hoàng tử thì lỗ to. Nhưng trái lại, có khi vật đổi sao rời, nàng ta mà thành thiếp thất gì đó của ông lớn, lúc đó chuyện Lang Phong đối xử lúc này ra sao quyết định tương lai của hắn. Chung quy tất cả giống như là đánh bạc vậy. Về đến Lang phủ, đi một lèo ra hậu viện, Lang Phong mặt mũi cũng vênh lên. Đám hạ nhân xung quanh nhìn thấy Tô Đoá Nhi, phần lớn đều đoán là khách của đại tiểu thư Lăng Vân. Đúng lúc Lang Phong bước vào sân luyện, liền nhìn thấy một đám đang dàn trận, khí thế bừng bừng. Tên Quyền đứng ở phía trong nhìn ra, nhìn thấy Lăng Phong đầu tiên, sau đó đến Tô Đoá Nhi, không khỏi bực mình chửi: Có mẹ nó, lại gái đẹp. A Quyền tức là đúng. Tên Phong này cứ hễ lần nào đi ra ngoài làm công chuyện là y như rằng có một em xuất hiện. Đã vậy, lần nào cũng là toàn hàng quốc bảo, ở đâu ra mà lắm quốc bảo như vậy chứ. Phong ca như là cục nam châm, cứ đi ra đường là hút lấy. Điểm danh sơ bộ, quanh Lăng Phong hiện tại ít nhất đã có 4-5 người, mặc dù vẫn chưa sờ múi được em nào cả. Không được, lần sau phải giám sát kỹ, không thể để lọt tên này ra ngoài một mình nữa. A Quyền thầm quyết tâm, hắn thông minh võ công gì đều ăn đứt cái tên Phong kia, làm sao đường tình duyên lại quá kém cơ chứ. Lăng Phong nhìn thấy đám hổ báo nào xa lạ đang quay lưng về phía mình, liền nói: Chuyện gì đây, mới thu thêm người sao? Tên A Quyền đáp: À, là Long Đao Đại của Đông Thành. Ấy, Phong ca, là Tẩu Tẩu à, đẹp quá. Có mấy đứa thiếu niên giận dĩ nói to: Đạch, con mẹ nó, hoàng tử đại ca, cái này không phải là ta nói nha. Lăng Phong thầm nghĩ, bề ngoài mặt lại vênh lên. Tên Long Bác Khôn lại dẫn một đám tới gây sự, đánh thua một trận, mặt mũi lao long mất hết. Gã lần đó có thuê người tới phá, thậm chí còn có kịch bản sẵn, chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó sẽ có kịch hay rồi rút lui thôi. Chẳng ngờ ở đâu ra cái thằng ôn con kia, cộng thêm lão già trâu bò, ăn đủ thiệt thòi. Đã thế quay về còn bị thằng thuê mướn chửi mắng, rất là tức tối. Nhưng không đập thằng thuê kia được, tên kia ngay cả Kim Ngô Vệ cũng bị hắn chặn họng không cho tới trị an. Thảo nào hôm đó Lăng Phong trở mãi không thấy đồng chí dân phòng nào ghé. Ngày hôm nay, lão Long quyết tâm quay lại lấy lại thể diện. Đường đường là lão đại càn quét thành đông bấy lâu, còn chưa bao giờ chịu nhục như vậy. Đặc biệt là hôm nay, lão còn mời tới hai huynh đệ khác, đều là một tay hảo thủ, để xem mèo nào cắn miểu nào. Thua nữa thì lão Long thề rút khỏi kinh thành. Kéo đến có khoảng 20 người, trong đó có lão Long và hai tên cầm đầu khác. Một đứa thì to béo như con trâu mộc, một đứa thì lùn tịt, mắt thì hí, nhìn như là rắn độc. Bộ ba rồng, trâu, rắn, không biết là có làm được cái trò trống gì không đây. Tên to béo xoay lưng thấy Tô Đoá Nhi, cả người giống như là cái lỗ chân lông nào cũng đều mở hết ra. Hắn nghe tên Long khoe gặp mỹ nữ ở đây, nhưng lần trước lại là Lăng Vân. Ê, là tiểu mỹ nhân này à? Quả thật rất là đẹp, thảo nào Long lão nhớ mãi vậy không quên. Mẹ nó, thằng Phùng, nói đừng có phun nước miếng vào mặt tao, hôi vãi ra. Tên còn lại giọng thè thè chửi: Tử Long, lại đây. Lăng Phong gọi Triệu Tử Long lại, phân phó dẫn Tô Đoá Nhi về chỗ Lâm Nghi Anh, dặn dò là khách quý trong phủ. Tô cô nương, tại hạ có chuyện cần phải giải quyết. Công tử cẩn thận, đừng để bị thương. Tô Đoá Nhi hơi cúi, giọng quan tâm. Lăng Phong cũng ngẩn ra. Từ lâu, chẳng có ai ngoài mẫu thân nói được câu quan tâm như vậy với hắn, toàn chủ hắn chết không à. Ấy, đi đâu mà vội vậy, ở lại xem đại gia ủy võ đã chưa? Ai, lo chuyện chính đi đã. Long lão đại từng bị đánh một lần, liền nhắc nhở. Được, đập nát chỗ này là đem cô ta về. Lăng Phong rảo bước đi sang phía tên A Quyền, tên kia nhịn không được hỏi ngay. Ê, ai vậy? Đẹp quá đi. Khách hàng. Lăng Phong nghi nghĩ rồi phun ra hai chữ. Khách hàng,
Con mẹ nó, có gì mà giấu chứ? Lần trước ngay cả nữ nhân trên giường con bị bắt tại trận. A Quyền chửi thầm. Nhìn đám vừa đến, Lăng Phong chắp tay. Không biết là huynh đệ phương nào ra lâm, tại hạ lần đầu ra giang hồ, lễ tiết không có đủ, mong các vị bỏ qua cho. Giá cái gì lâm, cái bản mặt mày ông mày ngán lắm rồi, lên. Thằng Châu Mộng chả buồn đáp lễ, dẫm mạnh một phát bước lên đòi chiến ngay. Tên mắt hí cười rất là khó nghe. Vậy thằng Phùng chọn nó, tao chọn thằng kia. Đạch cậu bằng hữu. Long lão đại chửi ầm lên. Hai thằng kia để mặc lão lại cho gã, không tức sao được cơ chứ. Thật VL còn chưa tuyên bố được lý do đã đánh, không chịu theo kịch bản gì cả. Con trâu họ Phùng kia dáng vẻ bệ vệ, xông tới như là cái máy ủi. Lăng Phong đờ ra, không biết nên xử lý kiểu này thế nào đây. Thằng mắt hí chọn A Quyền, Long Bác Khôn rất là không can tâm. Rõ là hai thằng bạn mất dạy, gọi tới giúp mà cũng giúp rất là khôn. Vừa ra liền chọn đối thủ dễ, nhường hàng khó chơi cho gã. Đạch, mày là Châu sao? Đúng rồi nhai con, ông mày là Phùng Châu. Lăng Phong bị húc một phát bật ra sau. Có mẹ nó, trường phái gì đây? Trường phái của Châu đó con. Tên Phùng kia căn bản không có ra chiêu gì, hai tay nắm lại vỗ vỗ vào nhau, thi thoảng vồ ra, người lắc qua lắc lại. Cái này rõ ràng là gấu chó chứ Châu con mẹ gì. Ước chừng Lăng Phong mà bị chụp được thì chỉ có nát bét. Lăng Phong mấy lần đấm trúng đối phương đều như là đấm vào cục sắt. Thằng kia không chỉ to khỏe mà da thịt vô cùng cứng cáp, cơ tay cơ chân nổi quần quật. Đánh trúng mà Lăng Phong còn thấy thiệt vì chính mình bị đau, thật là hết cách. Yếu như đàn bà, ngoan, nằm ra cho ông. Phùng Châu liếm môi. Con mẹ nó, kinh vậy. Lăng Phong ớn lạnh, con Châu này hình như là còn biến thái. Mặc lão và Long Bác Khôn đang đứng im nhìn nhau. Long lão đại biết cân lượng của lão già kia, không dại gì mà xông vào, mất công lại về bồi thuốc, vết thương lần trước còn chưa có hết đây. Thấy Lăng Phong toát mồ hôi đít tránh Phùng Châu, Mặc lão liền nhắc. Công tử, không đánh được thì chạy. Đúng, lão nói chuẩn nha. Lăng Phong tỉnh ngộ. Con mẹ nó, đúng rồi, tại sao phải tìm cách quan sát để né tránh, ta cứ tránh luôn từ đầu là được mà. Tuy cùng là tránh, nhưng một bên là nhìn đối phương để né, là bị động, một bên là chủ động né. Con mẹ người, con Châu, có giỏi thì tới đây. Nói là làm, Lăng Phong bắt đầu dùng bí quyết hoạt bất lưu thủ vừa học, liên tục nhịp chân xuống đất lách đi, lúc trái lúc phải. Thú vị. Lăng Phong đột nhiên nhớ ra, cái kiểu di động này của hắn rất giống với bộ pháp của môn đấu kiếm thời hiện đại. Hai chân liên tục từng từng, chỉ khác là đấu kiếm đứng một chỗ, còn hắn thì lùi ra sau. Lần trước di chuyển vòng khắp sân là chạy ra trước không để ý, chỉ lách qua lách lại. Bây giờ né tránh tên Phùng này trong phạm vi hẹp, hắn sực nhớ ra. Kiểu này nếu mà đứng yên thì khá giống Lý Tiểu Long hay dùng, mặc dù nhịp điệu thì có hơi khác một chút. Bộ pháp hoạt bất lưu thủ lấy chữ phiêu làm chính, thân mình luôn vận động. Cái kiểu lắc lắc rung rung này, Lăng Phong ở chỗ này chưa thấy ai dùng qua. Thời cổ đại không có ai trắng. Đám võ lâm thời này đều thích đạo mạo, ra trận toàn đứng yên, nhiều thằng còn vứt râu ra vẻ nữa. Thực ra Lăng Phong không hề biết, thế giới này võ công còn nhiều, không phải là cái loại ếch ngồi đáy giếng như Lăng Phong có thể bà hòa chích chòe. Chân chính thân pháp Lăng Phong vẫn chưa nhìn thấy. Lão đùi gà lần trước nói Diễm Tuyết Cơ thân pháp bí chữ phiêu, có điều không phải cứ nhảy nhót qua về, nữ nhân chả ai dùng cái kiểu đó, trông mất hết cả đẹp. Chả phải ta có bí kíp đoạn hồn nữa sao, không biết có thể kết hợp không nhỉ? Lúc lôi lúc thì áp sát, không biết sẽ ra cái thứ gì đây. Lăng Phong nghĩ thầm. Lăng Phong cười phá lên, càng nghĩ càng muốn thử ngay.
Tên họ Phùng một tay vung ra chụp. Thằng nhãi này đang đánh còn cười cái con mẹ gì cơ chứ. Tiếng gió sặt qua mặt khiến Lăng Phong tỉnh táo lại. Con mẹ nó, hú hồn, cái ồn còn nguyên. Mất tập trung một chút thôi, bây giờ anh sẽ chơi với con trâu mày. Được một lúc, Phùng Châu mặt đỏ tai hồng, thở phừng phừng, nhìn cái điệu bộ thằng kia cứ nhảy nhót liên hồi, rất là chiều người gã. Bộ dáng lại nhỏ con, trắng trẻo, y như đang thoát y khiêu gợi. Thằng nhãi, mày có giỏi thì đứng im. Ông không hiếp nát mông mày thì mới là lạ. Ông mày đâu có ngu. Lăng Phong lúc thì dùng hoạt bất lùi xa, lúc thì đoạn hồn áp sát gần. Tên Phùng Châu dù chả hề hấn gì nhưng rất là ức chế. Thực tế, Lăng Phong lại là người mệt mỏi, căng thẳng hơn hẳn. Lăng Phong hai lần bị đấm trúng mặt mà rút ra được rất nhiều bài học. Hắn thấy mình thiếu sức bền và độ dẻo, cơ bắp có dấu hiệu căng cứng. Hơn nữa, nếu di chuyển chân kiểu này, rất dễ rơi vào quán tính, bước chân bị lặp lại, dễ dàng bị đối phương đoán ra quỹ tích. Ngoài ra, hoạt bất lưu thủ của hắn không hợp cho việc lùi, có vẻ nó chỉ thích hợp với tiến tới trước hơn. Lăng Phong tuy biết hai bộ pháp, nhưng cả hai đều ương ương dở dở đến mức vỡ lòng, không biết cái nào mới thực sự là nhuẩn nhuyễn. Cái gọi là nhiều không bằng tình, tự nhiên gây trở ngại Lăng Phong. Xem ra phải thực sự luyện tập nhiều, ngay cả đứng im cũng có cái hay của nó. Lăng Phong dần dà bớt đi cái sự tự sướng trong lòng. Còn một điểm yếu nữa của Lăng Phong là bị cứng nhắc trong suy nghĩ. Hắn rõ ràng có thần pháp bá đạo, từ đầu lại hoàn toàn không có dùng nha. Kỳ thực cũng không thể trách hắn, bởi vì Lăng Phong chỉ có lần ở đầu phường vì hiếu kỳ dùng tới nó để tấn công. Còn lại trong đầu luôn nghĩ thứ thần thức kia chỉ dùng để nghe lén và nhìn lén mà thôi. Bây giờ ra trận, bị tên mập bộ dáng ầm ầm chấn áp, làm đầu óc hắn cứ tự nghĩ rằng phải dùng sức để mà chống chọi. Đám thiếu niên đang vỗ tay kêu gào ủng hộ đại ca và nhị ca ra trận. Mặc lão nói vọng ra phía sau với đám thiếu niên. Tất cả nhìn kỹ, học được bao nhiêu thì học. Mặc lão gằn giọng. Ta không nhìn ngươi không có nghĩa là ta không biết ngươi đang làm gì. Khôn hồn thì cứ nằm im đấy. Và người nằm đất không phải ai khác, chính là Lòng Bác Khôn. Vừa rồi nhìn thấy Mặc lão nhìn sang chỗ khác, Lòng lão đại cứ tưởng lão già này mất tập trung, liền nổi ý đánh lén. Chẳng ngờ vừa tới liền bị sút trở về. Gã không biết Mặc lão từng ra chiến trận, chỗ đó xung quanh nguy hiểm trùng trùng, không bao giờ được nghĩ sau lưng mình là đồng đội mà chủ quan, vì bất kỳ lúc nào người bạn đó cũng có thể đã chết rồi. Vì thế đánh lén quân nhân như Mặc lão vô cùng khó, đặc biệt lúc lão đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tên lùn mắt hí vừa nãy giờ với A Quyền dần dần nản. Lúc đầu thấy trẻ tuổi tưởng dễ sơi, ai ngờ sờ vào mới biết là mặt dày. Gã thì mệt bở hơi tai, trong khi cái thằng nhãi kia thì vẫn sờ sờ ra, mồ hôi không có lấy một giọt, tâm bình khí nhàn, mặt cứ vành vành. Cái kiểu người không biết mệt như cái tên A Quyền này, mắt hí cũng từng gặp qua, đều là cao thủ luyện khí. Thằng nhóc, mày học qua nội công sao? Nội công? Toàn chân giáo có ghé qua một lần, tiện thể chung vài quyển bí kíp. Tên A Quyền ra vẻ ngẩng đầu nhớ lại một chút. có khí phách. Giống ông mày thời trẻ. Ông mày nhổ vào cái thời trẻ của mày, lên tiếp đi. A Quyền tỏ vẻ khinh thường, hắn có những bí mật đáng để khinh thường câu của tên kia. Lâm Nghi Anh đang trò chuyện cùng Khương Vũ Y. Khương Vũ Y gần đây nhận ra Lăng Phong có ý tiếp cận mình, còn nghĩ tên kia muốn tán tỉnh, nàng liền tận lực tránh mặt. Nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lăng Phong vì nàng là tiểu thư Khương gia. Nói thẳng ra, nàng khinh thường Lăng Phong. Tuy vậy, Lâm Thị thì nàng ta cũng không có tránh được. Lâm Nghi Anh tính tình tốt, hay quan tâm hỏi han, giống như cô nàng ở Khương gia, khiến Khương Vũ Y không có lý do nào để từ chối cả. Và lại, ở chỗ này cũng chỉ có Lâm Nghi Anh để trò chuyện,
Lăng Vân gần đây rất là bận rộn, thường xuyên rời phủ. Triệu Tử Long dẫn Tô Đoá Nhi đến cửa, nói vọng vào. Lâm đại nương, Lăng đại ca nói có khách cần tiếp đón. Phong Nhi có khách sao? Lâm Thị bước ra, hơi bất ngờ nhìn người trước mắt. Xin hỏi vị cô nương này là... tiểu nữ là Tô Đoá Nhi, là... Tô Đoá Nhi lễ phép thì lễ, có điều xưng hô là gì thì nói không ra lời. Nàng cũng không rõ Lăng Phong sẽ để mình làm gì. Trên đường đi, Tô Đoá Nhi cũng đã hỏi qua Triệu Tử Long, cũng chỉ biết người sẽ gặp là mẫu thân của Lăng Phong. Nàng còn biết Lăng Phong vẫn còn độc thân, vì thế từ lúc đến giờ còn thấy mừng, không nghĩ người ta mua mình về còn chưa có thê tử, chẳng lẽ muốn mình làm chính thê sao? Thấy cô gái kia ấp úng, Lâm Thị liền giải vây cười nói. Vậy mời cô nương vào, là bằng hữu của Phong Nhi thì không cần khách sáo đâu. Vừa nói, Lâm Nghi Anh vừa cười thầm. Cái thằng con trai này, sau Khương Vũ Y, thế nào lại quen biết với một cô nương xinh đẹp thế này? Khuôn mặt Lâm Thị không khỏi tự hào, mặc kệ nó làm gì, quen được nữ hài càng đẹp thì càng tốt. Nếu Khương Vũ Y có vẻ trầm tĩnh của màu trắng, da ráo khuôn mẫu, thì cô gái trước mắt tuy ăn mặc giản dị, nhưng toát ra vẻ tươi sáng của màu hồng, dáng đi vô cùng uyển chuyển như là muốn bay lên. Cũng phải thôi, ca vũ là nghề của Tô Đoá Nhi mà. Khương Vũ Y thấy bất tiện, liền đứng dậy chào. Phu nhân có khách, vậy Vũ Y xin phép cáo lui. Khương cô nương cứ tự nhiên. Tô Đoá Nhi nhìn thấy Khương Vũ Y liền thi lễ một cái, mắt không khỏi liếc nhìn đánh giá. Cô gái này cử chỉ bước đi đoan trang, chắc là con nhà quyền quý, chỉ là không thèm nhìn Tô Đoá Nhi một cái. Nàng ta ghen với mình sao? Hay là nhìn ra thân phận mình thấp kém mà khinh thường? Công tử gia lúc đầu cũng không thèm nhìn mình, chắc vì có cô gái này rồi. Tô Đoá Nhi hơi buồn, càng nghĩ càng loạn, đoán mò ra đủ các thứ trường hợp. Lâm Nghi Anh khách sáo vài câu tiễn bước Khương Vũ Y đi ra, trong lòng cũng hỗn loạn. Hai cô nương này, rốt cục con trai mình chọn ai đây? Khương Vũ Y thì Lâm Thị lâu nay rất là thích, nhưng cô gái này là Lăng Phong tự đem về, có lẽ hắn thích người sau hơn thì phải. Cả hai nữ nhân đều tự mình nghĩ lung tung, trong khi vai chính đang chật vật tránh né ở ngoài sân. Lúc này, Lăng Phong và A Quyền đã rút về bên cạnh Mạc Lão. Quần nhau một lúc, tên mắt hí bị A Quyền đấm cho một đấm đánh lui về. Long Lão Đại thì vẫn đang ôm ngực, còn tên Phùng Châu tuy không bị thương nhưng cũng đã mệt mỏi ra rời. Trận thế thua 2-1 như vậy, rõ ràng phe Long Lão Đại thua, đám lóc nhóc theo sau không cần thiết phải lên nữa. Các hạ xưng tên được rồi chứ? Thằng nhóc yếu ớt, mày cũng dài đấy. Ông không ngại nói cho mày biết, ông đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, huynh đệ gọi là Phùng... Thôi, đủ rồi, dài quá không nhớ nổi. Con mẹ nó, tả ngất, từ đâu đã khoe là Phùng Châu rồi, dài dòng rốt cục vẫn thế. Thằng mập này đánh nhau thì không sao, cứ nói là bắn nước miếng khắp nơi, đã thế còn ham dài dòng. Tên mắt hí nhìn A Quyền nói đúng một chữ, xa. Có phong độ, thất kính. Lăng Phong giơ ngón cái, ngắn gọn rất là tốt, chi tiết mà xúc tích. Tên xa khoanh tay không đáp, trong mắt hiện lên vẻ không phục. Lăng Phong lại chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm. Đám giang hồ này, lần trước thua trở về đem tới 2 tên mới, lần này thua trở về không biết đem tới bao nhiêu tên nữa đây. Lăng Phong cũng không cố ngán, nhưng hắn đang cần thời gian luyện tập lại. Ngày hôm nay nhìn ra rất nhiều điều cần phải cải thiện. Nếu đám kia mà cứ đem người tới quấy rầy liên tục, Lăng Phong cũng khó mà luyện cho nổi. Chưa kể, chỉ sợ bọn này không chơi ngoài sáng như hôm nay, lại làm mấy trò đen tối sau lưng phá việc buôn bán, vậy thì phiền toái to. Đám này lăn lộn lâu nay, cho bẩn phá rối thì cũng không có thiếu. Long Lão Đại thua cuộc, đang định giao kèo chia vùng. Trong mắt mấy bang hội như của Long Lão Đại, tự nhiên lòi ra một đám giữa cửa tiệm Lăng Phủ như thế này, còn dựng cả sân luyện,
sắp tới có lẽ Dực Bang phái cạnh tranh với chúng. Hôm nay kéo nhau tới, không chỉ là trả thù, mà còn đánh phủ đầu trước, chẳng ngờ lại bị thua. Lòng lão đại rất là tức tối, nhưng đoán tạm thời thì phải nhịn. Hai tên bằng hữu Xà và Phùng Ngưu này cũng là lão đại quanh đây. Thực ra còn một tên cẩu nữa, thành bộ tứ rồng rắn châu chó, nổi tiếng kinh thành. Hôm nay mới tới có ba tên thôi. Lang Phong ra dáng kẻ thắng cuộc, suy nghĩ không biết nên nói gì, bèn chém đại trước một câu. Không biết các vị có lời gì để nói không? Tên Xà cười âm hiểm. Lão Long, xem ra chuyến này lão lỗ rồi đấy. Con mẹ nó, để nó nói trước mất rồi. Long lão đại chửi thầm. Thằng Phùng Ngưu loại não không có thì không lo, nhưng thằng Xà này rất là nhanh nhạy, đã nhìn ra cái điểm mấu chốt. Giao kèo, bên nào nói điều kiện trước thường bị thiệt. Không ngờ thằng nhóc kia lại nhanh như vậy, giành hỏi trước, khiến lão Long nghẹn ở cổ. Long Bác Khôn nhìn Lăng Phong vênh vênh phát bực. Sẵn có hai thằng cũng là lão đại ngang hàng, còn có đám đàn em ở sau, không thể hạ thấp mặt mũi. Chả có cái con mẹ gì để mà nói cả. Cứ chờ đấy, lần sau ông mày lại tới. Đủ, con cứng miệng sao? Có chuyện gì ở đây thế này? Đang lúc tất cả đi vào bế tắc, muốn đánh lại lần nữa, thì ở đâu ngoài cửa có hai bóng người đi vào. Từ Nguyên bộ dáng như thiên tướng hạ phàm, râu vảnh ngực ưỡn, đi bên cạnh gã lại là Lăng Vân. Hôm nay ăn mặc khá là tỉ mỉ, còn khoác lụa mỏng, không thể phủ nhận, rất là đẹp đôi. Vân tỷ hôm nay có dẫn cả trai về nhà sao? Lăng Phong âm thầm khó chịu, lại quên mất, vừa rồi hắn cũng dẫn gái về nhà nha. Long lão đại nhìn thấy Tử Nguyên, âm trầm bất định. Tử Nguyên chính là kẻ lần trước sai đám bọn hắn tới phá Phong Vân Tơ Lụa lễ khai trường, thậm chí móc ngoặt cả với lại Kim Ngô Vệ, không để cho bọn họ nhúng tay vào, để cho bọn lão Long phá thoải mái. Hôm đó, đám lão Long bị đánh bại lui, bị Tử Nguyên chửi mắng suốt cả nửa ngày. Ở kinh thành, Tử gia đẳng cấp hoàn toàn khác Lăng gia. Mặc dù Tử gia không phải là nhà lớn nhất của Đông Thành, nhưng có điểm mạnh riêng, đó là quen biết đủ loại hắc bạch hai bên. Phía Kim Ngô Vệ thậm chí có người Tử gia làm chức quan nhỏ, còn phía hắc đạo thì phải kể chuyện mấy năm trước. Đông Thành trước kia thuộc về một tên đại ca họ Khắc, tên này cũng hoành hành đủ loại, đụng đến nhà họ Từ. Phía Từ gia liền dùng tiền chọc Kim Ngô Vệ huy động càn quét, khiến giang hồ Đông Thành tổn thất nặng. Điều quan trọng, Từ gia lại có tay trong ở dưới Khắc lão đại, ngay lúc hỗn loạn giết chết họ Khắc, đó chính là Rồng Rắn, Lão Long và Xà. Còn Châu Chó là hai tên vùng khác sát nhập vào sau. Chính vì thế ở Đông Thành, họ Từ buôn bán chả ai dám phá. Từ Nguyên vẫn bộ dạng khách át chủ, vừa tới hất hàm hỏi đám Long Xà. Làm sao các ngươi lại đến đây? Có kẻ cản quấy sao? Tơ công tớ, huynh đệ giao lưu thôi. Tên Xà cười nịnh. Phần lão Long thì im lặng. Từ Nguyên liếc lòng lão đại bất mãn, ý tứ chính là bản công tử đã đến đây rồi, không chịu nói vài lời nịnh hót để Lăng tiểu thư nghe sao? Còn đứng đó mà liếc cây con mẹ gì? Từ Nguyên lại quay sang nhìn Lăng Phong, khóe miệng cười nhạt. Mục đích của Từ Nguyên ở đây rất là đơn giản, là biểu diễn để cho Lăng Vân xem, để cho nàng ta thấy Từ Nguyên ở kinh thành cường thế ra sao, giang hồ gặp mặt cũng phải lùi bước. Đại khái, có gã xuất hiện, chẳng cần phải động một ngón tay, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Ngày hôm trước, kế hoạch cũng như vậy, rất tiếc là tới nơi thì đã bị Lăng Phong dọn dẹp. Lại nói, Lăng Phong hình như cũng chưa làm gì Từ Nguyên cả. Tên kia là một đại thiếu gia gia tộc lớn, làm sao lại ghét ra mặt một cái tên người làm như Lăng Phong rõ như vậy cơ chứ? Nói ra thì cũng do Lăng Vân một phần. Nàng mấy lần từ chối thích tình của Từ Nguyên, mà lấy lý do lần nào cũng là dính một tí đến Lăng Phong, bảo sao Từ Nguyên ghen lớn. Ông bà ta đã nói, muốn lấy vợ
thì có ba nhân vật trọng điểm cần phải lấy lòng. Một là mẹ vợ, thứ hai là cha vợ, nhưng cái thứ ba mới là trọng yếu, chính là cậu em vợ. Đánh rớt được cái cậu em vợ rồi thì không sợ không lấy được vợ. Nhưng Từ Nguyên thì sao, không lấy lòng Lăng Phong thì thôi đi, còn xem như là địch thủ. Thực ra Từ Nguyên không biết Lăng Phong là thân đệ của Lăng Vân, chỉ nghĩ là đường đệ họ xa. Mà dù cho có biết, Từ Nguyên vẫn muốn hạ cái thằng nhãi kia, tốt nhất là cút đi cho khuất mắt hắn. Bình thường Từ Nguyên cũng không nóng vội như vậy, cũng sẽ bày mưu tính kế chậm rãi. Nhưng thứ nhất, gã có một cô cảm giác đáng sợ, Lăng Vân đang càng ngày càng cách xa mình, cho nên sinh ra gấp gáp. Cái thứ hai, Từ Nguyên không xem Lăng Phong vào đâu, cho nên không muốn phí tâm tư bày mưu tính kế nhiều. Còn Lăng Phong trong mắt Từ Nguyên thì chẳng đáng một xu, một tên trưởng quầy mà thôi. Nghe nói có một chút ý tưởng độc đáo con mẹ gì đó, nhưng cũng chỉ vứt đi. Từ thiếu gia không thèm xem mấy cái trò lặt vặt kia vào mắt. Độc đáo mới lạ thì đã làm sao, bị chèn ép không bán được hàng thì cũng thành phế thải. Chỉ cần có họ Từ nhúng tay vào giúp đỡ, sản phẩm chả cần độc đáo cũng thu lợi nhuận gấp trăm lần. Mạc Lão mắt già thành tinh, nhìn thái độ của tên Xà và Long đối với Từ Nguyên liền nhắc nhẹ. Công tử, hình như có quan hệ móc nối với nhau. Ta đã nhìn ra rồi, Lăng Phong nhíu mày nói. Con mẹ chúng mày, tán gái dàn xếp cướp giật sao, ông thấy quen rồi. Thảo nào hôm đó không sớm không muộn lại thấy Từ Nguyên ôm quà tới mừng khai trương. Từ đại thiếu, lên kế hoạch tốt phết, tính toán tinh chuẩn nha. Lăng Phong hai tay đập đập ra vẻ phổi bụi, ý tứ nói đám kia hẳn là vừa xử lý xong. Lăng Vân ánh mắt mơ hồ nhưng không nói gì, nàng từ đầu bảo trì im lặng. Từ Nguyên giận cả chém thất quát đám lão lòng. Ai, các ngươi vẫn còn đứng đó sao? Bản công tử ở đây, chuyện tiếp theo ta giải quyết là được. Nhớ, đây là Lăng tiểu thư, sau này không được vô lễ. Đám còn lại thì tùy ý. Gã nhấn mạnh ba chữ đám còn lại, ý tứ cũng không nói rõ là ai. Đám Long lão đại thì nhanh chóng rút lui. Lăng Phong lại không khỏi buồn cười với cách hành xử của Từ Nguyên. Trước này Lăng Phong tuy ghen tị với Từ Nguyên vì tên này tương lai không chừng sẽ lấy được Lăng Vân, nhưng hắn không hề khinh thường Từ Nguyên. Có thể nắm một phần thương nghiệp của Từ gia, chắc chắn phải có chút khả năng, sẽ không đến mức là bao cỏ. Nhưng đoạn vừa rồi lại khiến Lăng Phong nhìn lại với ánh mắt khác. Tên này không phải là bao cỏ mà là bao cát. Nếu đã đứng đằng sau dựng chuyện, sao không tiếp tục đóng kịch đi, lại chạy tới đây bà hoa lộ liễu như vậy. Bỗng Lăng Vân quay qua nhìn Lăng Phong nói. Lăng Phong, ngươi và mấy huynh đệ đi nghỉ đi, chuyện tiếp theo để ta lo. Lăng Phong liền nói. Vậy được thôi. Nhưng Vân tỷ à, nam nhân tốt thì không có thiếu, không cần phải ôm hy vọng mãi vào một người đâu. đúng vậy. Đại tiểu thư, tại hạ tuy... Đi vào, anh không nói chú. Lăng Phong giơ chân đá à quyền. Từ Nguyên mỉa mai. Lăng trưởng quầy, người đây là đang nói ai? Ta cũng chẳng thích nói bóng nói gió, chính là người đấy. Hôm trước tên Long dẫn đám đầu gấu tới, hôm nay Từ thiếu gia lại ra mặt giận dò, chẳng phải là quen nhau sao? Thằng con nít 3 tuổi cũng nhìn ra được cái điều đấy đấy. Từ Nguyên vội vàng quay sang giải thích trình bày. Vân, nàng phải tin ta. Long Bác Khôn quả thật là ta có quen biết, nhưng cũng chỉ là quan hệ làm ăn mà thôi. Chuyện lần trước ta hoàn toàn không biết. Hôm đó trở về biết được chúng quấy rối lại chính là cửa hàng của nàng, ta liền răn dạy một phen rồi. Cho nên nàng thấy đấy, mấy hôm nay chúng đâu có dám quay lại đâu. Nàng cũng không biết, giang hồ kinh thành, đến một lần không được sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy đâu. Lăng Vân trầm mặc. Từ Nguyên nhân đó lại nói tiếp. Chỉ là giang hồ có quy củ của giang hồ, bọn hắn bị mất mặt một lần, cửa tiệm của nàng có ta nói một lời chúng sẽ không động, nhưng còn đám nào kia...
Lăng Phong cười to. Cắt, cắt, diễn tốt lắm. Á Quyền, cho Từ đại thiếu gia vài lượng để đi uống trà. Lăng Vân phiền lòng nói. Lăng Phong, đủ rồi, các ngươi đi vào trong đi. Lăng Phong nhìn thấy thái độ của Lăng Vân, âm thầm lắc đầu. Vân tỷ à Vân tỷ, nữ nhân thật là mềm lòng. Xem ra nàng cũng đã đoán ra, nhưng lại bỏ qua cho họ Từ. Phần Lâm Nghi Anh ngồi nghe Tô Đoá Nhi kể chuyện, không khỏi rớt nước mắt. Số phận cô nương này cũng thật là khổ. Xuất thân là vũ cơ, xinh đẹp tài năng, tính tình thiện lương, tưởng chừng cuộc sống phải rất là tốt đẹp. Chỉ là ở Tô Châu, vì có đại quan nâng đỡ, liền bị người ta gièm pha. Sau đó chỉ trong mấy tháng, từ trên cao mà rơi xuống đất, bị khinh nhục lưu lạc đến kinh thành. Đến kinh thành rồi, lại bị ghen ghét đố kỵ, phải tự bán thân. Cũng may, cuối cùng là đã về đây. Lâm Thị chỉ không rõ, con trai mình làm sao vào được cái chỗ thất tú các gì gì kia. Nghe nói chỗ đó chỉ dành cho là quyền quý. Hơn nữa, tiền ở đâu mà chuộc Tô Đoá Nhi ra khỏi đó. Ngay cả Đoá Nhi cũng nói, số tiền đặt cọc đấu giá nghe nói rất là cao. Lâm Thị còn nhớ, mấy hôm trước hắn còn đòi mua nhà nha. Vậy thằng con trai này không phải đang giấu giếm đánh bạc gì chứ? Và Lâm Thị cũng đã đoán trúng rồi, Phong ca đúng là đi đánh bạc lấy về. Lâm Thị đã đoán trúng, Phong ca đúng là có đánh bạc. Chuyện Tô Đoá Nhi nói trắng ra cũng nhờ lần đánh bạc đó, Lăng Phong mới bị Triệu Khánh để ý. Cho nên nói, đánh bạc cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Nghi Anh an ủi. Thôi, đừng buồn nữa. Từ giờ đã vào đây, gọi ta là đại nương, cô hay gì cũng được. Nếu gọi là mẹ chồng luôn cũng được. Bà nghĩ thầm. Lâm Nghi Anh số cũng khổ đã lâu, không kỳ thị xuất thân danh phận gì cả. Cô gái tốt như vậy, chỉ cần nó có ý với con trai, vậy bà sẵn sàng tác hợp nhanh gọn. Lâm Thụy tuy bề ngoài trẻ trung, nhưng đã gần 40, thèm cháu bé lắm rồi. Nương có ở trong đó chứ? Phong Nhi hả? Vào đi con. Lăng Phong vừa đi vào vừa nói. Nương, mấy việc giặt giũ này sao nương cứ muốn làm vậy? Thuê nhà hoàn là được mà. Ta quen rồi, không cho ta làm ta thấy rất là khó chịu. Từ lúc tới kinh thành, chuyện buồn không có, ăn ở đều tốt. Lâm Nghi Anh cũng chỉ hẳn ra, chả khác gì là tỷ tỷ của Lăng Phong cả. Tô Đoá Nhi nhìn thấy Lăng Phong đi vào, vội vã đứng lên, nhẹ giọng hỏi. Công tử, ngươi không sao chứ? Cảm ơn Tô cô nương, tại hạ không có sao. Lâm Nghi Anh không biết chuyện ở ngoài sân tập, liền hỏi. Phong Nhi, có chuyện gì? Là vài huynh đệ thách đấu mà thôi. Đứa nhỏ này, nhớ phải cẩn trọng. Lâm Nghi Anh thở dài. Bà thấy đứa con trai này làm trưởng quầy rồi, cứ yên yên ổn ổn mà buôn bán, tích góp tiền bạc, kiếm đứa con dâu về là được. Tự nhiên ham hố tập luyện đánh đấm cái gì với đám thiếu niên kia. Hơn nữa, Mạc Lão cũng rất là ủng hộ. Lâm Thị muốn nói mấy lần rồi lại thôi. Nương, để con tìm cho mẹ ăn nhà hoàn. Mẹ muốn sai gì thì sai, không sai coi như là để nói chuyện cũng được. Thôi, được rồi. Nếu con biết ý nương, nhanh chóng lập ra thất thì hơn. Lâm Thị chỉ cười cười nói. Tô Đoá Nhi người hơi run lên, sắp nói đến nàng rồi đây. Nhưng có điều lại nghe Lăng Phong nói. Tô cô nương cứ chờ một lát nhé. Hiện tại ta sẽ sang cho gia chủ nói một tiếng, chuẩn bị cho cô phòng riêng. Phòng riêng? Tô Đoá Nhi hơi khó hiểu. Ngồi trò chuyện với Lâm Nghi Anh, nàng cũng hiểu tình trạng hai mẹ con này chỉ là trưởng quầy nhỏ mà thôi. Thậm chí nàng còn nghĩ đêm nay mình sẽ phải ngủ chung với hắn mà đỏ mặt mấy lần, nàng sao lại có phòng riêng. Phần Lăng Phong kỳ thực là đang rất đau đầu. Hắn nhớ ra Lăng Phủ làm gì còn phòng nào. Và lại, hắn cũng chỉ là người làm thuê cho Lăng Vân ngủ chung với hạ nhân cả, không thể tùy tiện đem ra một phòng mới. Thực ra,
Nếu bi quá, hắn có thể trích tiền riêng ra để mua phòng cho Tô Đoá Nhi. Nhưng mà vậy sẽ rất là đau lòng nha. Cái kia vốn là tiền cưới vợ của Phong ca, không xài lung tung được đâu. Ngươi tìm ta làm gì? Lăng Vân hình như vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt ướt, trên người tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Là thế này, đằng sau phố còn một gian nhỏ trống không dùng, ta muốn bỏ tiền ra thuê cái phòng đó. Ngươi muốn thuê, muốn dọn ra ở riêng sao? Lại nói, mẫu thân Lăng Vân năm đó là một nhà hoàn, về sinh khó mà mất. Nàng lúc nhỏ cũng không phải là đại tiểu thư, mãi sau này mới dần được công nhận. Chuyện của nàng và Lăng Phong vì vậy cũng gần giống nhau, cho nên nàng mới thông cảm để Lâm Thị có phòng riêng. Nếu Lăng Phong muốn có một phòng riêng, Lăng Vân kỳ thật cũng không có phản đối. Nhưng chỉ nghe Lăng Phong thấp giọng. Thật ra cũng không phải là để ta ở. Vậy chứ cho ai ở? Là thế này. Số là hôm nay ta có đến Thất Tú Các. Nói đến đây, đã cảm giác không khí có gì đó không đúng. Nuốt một ngụm nước miếng lại nói tiếp. Sau đó âm kém dừng sai thế nào, tiện tay đem về một vị cô nương. Cô nương? Giọng Lăng Vân đã lạnh hẳn lại. Lăng Phong cảm giác nhiệt độ không khí đột nhiên tụt xuống âm độ. Lại nuốt một ngụm nước miếng nói tiếp. Phòng ta muốn thuê là cho nàng ấy. Nói xong ngước lên, Lăng Phong suýt nữa chết cháy trước ánh mắt của đại tỷ. Ngươi nói nhảm cái gì? Tự nhiên không đâu đem về một nữ nhân không thân không thích, nha hoàn thì cứ đưa đại vào chỗ người làm ở chung là được, còn đòi hẳn ở phòng riêng. Không chỉ là phòng riêng, có lẽ phải sắm chút đồ đạc, thêm cả nha hoàn nữa. Cái gì? Lăng Phong cướp lấy lời nói trước. Có điều chi phí đồ đạc và nhà hoàn ta sẽ lo hết. Lăng Vân mắt hạnh phun hỏa. Vừa rồi Tư Nguyên nói xấu Lăng Phong không ít, nàng tuy không tin hết nhưng ấn tượng cũng kém đi rất là nhiều. Bản thân Lăng Vân ở phủ sống khá là tiết kiệm, ngay cả Khương Vũ Y là tỉ muội tốt lại trưởng quỹ cũng không được đãi ngộ như thế kia, đều phải ở chung với mấy nhà hoàn, kể cả là hôn thê của Lăng Phong cũng không thể. Lâm Nghi Anh có gian nhà nhỏ đã là đặc biệt lắm rồi. Lăng Vân bỗng nghiến răng. Cô ta là gì của ngươi? Vân tỷ, nàng ta là... Nói là chư vị vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 14 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.